Rồi, mến chào mà chú bác anh chị gần xa đó quay trở lại kênh YouTube của Lilac Vlog. Mến chúc tất cả quý vị một ngày mới tốt lành. Chúng mình là con bác cũng như là họ nhà trai và họ nhà gái. Thì khoảng một thời gian khá là lâu Lilac không lên clip, tại vì bận công việc của cơ quan, mình làm một cái công việc cũng rất là quan trọng. Cũng có một số fan đã đến cơ quan của Lilac và đã gặp được Lilac, tình cờ gặp được Lilac, đã chụp những tấm ảnh lưu niệm. Đó là các cô chú anh chị kiều bào xa xứ, Việt kiều, rồi những fan ở Việt Nam cũng gặp Lilac ở nơi làm việc của Lilac. Nơi làm việc của Lilac thì khá là đông người. Nói chung là cận Tết thì ai cũng bận quý vị. Lilac thì sáng bận, chưa bận, chiều cũng bận. Thì thời điểm mà năm mới thì Lilac cũng có lên chúc Tết mọi người trên Zalo của mình rồi. Thì bây giờ ở trên YouTube thì bước sang năm mới, năm 2024 Xuân Giáp Thìn, Lilac cũng mến chúc cho ông bà, chú bác, anh chị gần xa chúng ta thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, gia đình luôn luôn là hạnh phúc, làm việc là tấn tài, tấn lộc, an khang, thịnh vượng, vạn sự đều may mắn trong cuộc sống, và lúc nào cũng có nụ cười trên môi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thì dạo gần đây thì có khá nhiều câu chuyện bắt đầu nó rầm rộ từ cái buổi đầu khai xuân nữa quý vị. Đó là câu chuyện của Nam Em. Nam Em là một cái cô gái thì cũng khá là vui tính, mà trước kia thì cũng nhẹ dạ, mà yêu thương một cái anh chàng hề xứ Quảng. Chàng hề xứ Quảng là đệ tử ruột của anh Hề Vốn Tỏi đó quý vị ha. Thì chàng hề xứ Quảng này cũng nói chung là khá là đào hoa, rất là nhiều hoa bóng hồng bên mình đó. Thì những câu chuyện mấy ngày hôm nay thì trên trang mạng TikTok cũng như trên mạng YouTube chia sẻ rất là nhiều, mà Nam Em thì thường thường chia sẻ trên trang mạng TikTok nói về cái chàng hề xứ Quảng này đó, cái tình yêu nó như thế nào đó quý vị. Rất là nhiều câu chuyện, nhưng mà bây giờ cái câu chuyện quan trọng nhất là cái câu chuyện của chị Xe Nguyễn Phương Hằng. Quý vị cũng đến với cái kênh của YouTube của Lilac thì thường thường chúng ta đến với câu chuyện của Xe Nguyễn Phương Hằng. Thì cái nguồn tin ngày hôm nay đưa là vợ chồng Xe Nguyễn Phương Hằng được triệu tập đến phiên xét xử của luật sư Hàng Ni ngày 1 tháng 3. Ta vấn đề chữ luật sư nào ngoài những cái gì, lý do gì bên báo chí họ biết chữ luật sư, tại cái người luật sư học luật mà vẫn sai luật thì cái người này rất mới là mệt mỏi vì nó mệt mỏi rồi. Ngày 19 tháng 2 là ngày hôm qua, thông tin từ Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mới đầu năm là có cho biết câu chuyện rồi, đơn vị này đã có quyết định đưa bà Đặng Thị Hồng Cấm, 46 tuổi, cựu nhà báo, luật sư, cựu nhà báo nha quý vị ha, bây giờ là không được làm báo chí nữa rồi, chỉ là cựu thôi, cựu rồi, chống gậy rồi, cụ rồi ha. Và ông Doanh Sĩ 66 tuổi, ra xét xử sơ thẩm về tội, tội gì thì biết rồi ha quý vị ha. Ngày 1 tháng 3 của anh Sĩ thì bắt rất là ngỡ ngàng, ngơ ngác, nó bật ngửa quý vị ha. Lúc thì lên mạng như là ngồi để cái bảng là luật sư Doanh Sĩ, để bó bông cái bên, bó bông mà cúng nhà rằm quý vị, để bó bông cái bên, giờ thì bị cha tay vào cầm cầm số 8 xứ tam rồi. Phiên tòa xét xử được mở ngày 1 tháng 3 tới do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa, đại diện cho Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia phiên tòa là 3 kiểm sát viên, kiểm sát viên Nguyễn Quang Việt, Trần Quang Trung và Trương Thế Bằng. Tòa án đã triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, lúc chị CL là mà tạm giam đó quý vị, là lúc là 51 tuổi, bây giờ 53 tuổi, quý vị thấy thời gian này qua nhanh quý vị ha. Mới cái rẹt cái là từ 51 nhảy qua 53 quý vị, người ta nói là 51 bước qua 53 bước lại, nhưng mà hết cái tuổi 53 này bước sang, bảo đảm chị Nguyễn Phương Hằng sẽ gặp may mắn về sau mãi mãi đó quý vị. Mình có phải thầy bói đâu quý vị, nhưng mà cái tuổi này là cái tuổi tuổi hạn, tuổi 51, tuổi 53 là tuổi hạn của chị ấy, bước qua một cái là chỉ ngon lành cành đào, dắt vào cành me này quý vị. Ok, nó đại vậy quý vị. Chị Xe Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, và chồng là ông Huỳnh Vĩ Dũng, 62 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam. Tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà Nguyễn Phương Hằng và công ty cổ phần Đại Nam có luật sư Hồ Nguyên Lễ. Luật sư Hồ Nguyên Lễ là người rất là uy tín quý vị ha. Thấy quý vị nhớ cái phiên tòa vừa rồi đó quý vị, luật sư Hồ Nguyên Lễ có những câu nói rất là hay, rất là đanh thép quý vị ha. Nhưng mà chị Nguyễn Phương Hằng thì chơi rất đẹp, chơi rất là fan lay quý vị ha, không kháng cáo luôn quý vị, không kháng cáo, để sau này cái đám kia nó lên là coi như là đám kia mà bị gì là khỏi cái cửa luôn ha. Giống như chị Đinh Thị La Láng là xong luôn. Mấy ngày hôm nay là Đinh La Láng không nhắc tới Lilac nữa, tại vì Lilac không nhắc Đinh La Láng. Nhưng mà thằng Kiệt Tấn Đạt, cái thằng cọc chọc cái chị Đinh La Láng rất là nhiều. Mình phê bình Kiệt Tấn Đạt và mình cũng phê bình luôn em Hương Quảng Châu.
không nên chọc chị Đinh Láng. Chị Đinh Láng là cái người người ta đã cố thủ trong nhà, ta thẩm chung trong nhà rồi, rượu bán không được rồi, chọc ghẹo người ta nữa. Nhưng mà theo lời Kiệt Tuấn Đạt nói thì rượu càng để lâu thì bán càng có giá, đúng không vậy? Bây giờ chị Đinh Thị Láng mà đi chừng 20 cuốn về là bảo đảm rượu chị Đinh Láng một keo rượu là mấy trăm triệu tới 1 tỷ luôn quý vị. Đúng không, đúng không? Đúng cho chàng hóa tay. Đúng không, đúng không? Quá đúng rồi vậy ha. Rồi qua lại câu chuyện với ha. Theo cáo trạng của vụ án, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, ông Trần Văn Sĩ sử dụng tài khoản YouTube là luật sư Trần Văn Sĩ, còn bà Đặng Thị Hằng Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook nhà báo Đặng Thị Hằng Ni để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng. Chị Nguyễn Phương Hằng á, chị có nói ai á, chị có sai với ai đi chăng nữa là chuyện của chị, nhưng mấy người này là sai với chị á, đúng không quý vị? Nhảy vào câu chuyện người ta, trong đó rất là nhiều, rất là nhiều danh sách vẫn còn ngay đây được quý vị ha. Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, cơ quan điều tra xác định bà Đặng Thị Hằng ổng cống đã có 4 phát ngôn đưa lên mạng xã hội các thông tin là thuộc bí mật cá nhân, là bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân. Búng tay cái bay nhà máy oxy, búng tay cái là bay nhà máy găng tay, búng tay cái về trong kháng ngồi luôn, búng luôn ông luật sư vô lương sĩ rồi vô trong đó luôn, và bữa búng ông Đinh La Láng vô luôn, búng mấy đứa vô luôn, búng đầy vô trong đó. Chuyến này là nhà nước tốn cơm tốn gạo nhiều với cái đám quỷ ma trà trộn này đúng gì ha. Ông Trần Văn Sĩ đã đưa nội dung có thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam. Hai bị can Hằng Ni và ông Sĩ đã đưa nội dung bịa đặt sai sự thật, xâm phạm đến danh dự uy tín nhân phẩm của Huỳnh Uy Dũng, xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng. À quý vị đọc chỗ này đâu quý vị. Vậy thấy cái chỗ này nè, mới đã đâu quý vị, xúc phạm đến mức nghiêm trọng. Xúc phạm phạm bình thường đấy. Xúc phạm nó là xúc phạm mà còn thấy nghiêm trọng nữa. Phạm nghiêm trọng để thời gian nữa mà không bế vô được chậm chậm xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm uy tín của bạn đó, thấy chưa? Khúc này là mệt rồi, đọc cái chữ này là mệt rồi gì đó. Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng và đại diện theo ủy quyền của công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu không yêu cầu bồi thường, không cần tiền tôi bay nữa. Hôm bữa là đòi 500 triệu, 500 tỷ đúng không? Để xung vào con quỹ nhà nước mà. Giờ không cần nữa. Đó, giờ không cần lấy tiền nữa. Rồi, cáo trạng nêu tại cơ quan điều tra, bà Hằng Ni khai rằng nguyên nhân bà có những phát ngôn nêu trên là do bà Nguyễn Phương Hằng đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội những lời lẽ xúc phạm chứ. Không có lửa làm sao có khói đúng không quý vị? Mình không nói người ta lấy gì người ta nói mình, đúng không? Mình không chọc ghẹo người ta lấy gì người ta chọc ghẹo mình. Bà Nguyễn Phương Hằng có biết bà Hằng Ni là ai đâu hả? Ít ơ nào biết đâu, ông vô lương sĩ là ai biết đâu hả? Đoàn luật sư, ông là cụ đoàn luật sư rồi mở văn phòng luật sư lực é gì ở dưới Vĩnh Long đó, ai mà biết đâu. Nhảy vô đu chen bú thêm kiếm tiền YouTube rồi lên bịa đặt nói người ta tùm lum la. Cái gì biết thì nói, không biết thì giữ cột mà nghe, nói lung tung beng. Bây giờ sao đó, chuẩn bị rồi quý vị ha, chuẩn bị sơ thẩm rồi quý vị. 1/3 này phiên sơ thẩm rồi, phiên sơ thẩm xong tới phiên phúc thẩm. Còn chị Đinh Thị La Láng là đi luôn. Rồi cáo trạng cũng cho biết đối với các tài khoản Facebook tên, trong cáo trạng nha quý vị ha, trong cáo trạng cũng cho biết là đối với các tài khoản Facebook tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương, anh này Thiên Hương gì Thiên Lôi ha, Đàm Ngọc Tuyên là một cái thành phần thổng đạn quý vị nha, sớm nhiều chuyện giác định nhân Maria Trần Đinh Thu Hiền là quý vị cứ nhớ người cung cấp cái đoạn ghi âm clip gì đó quý vị, cái đoạn ghi âm qua bên cho anh Dũng tay lọ vô thường nè, Đinh Lan nè, đây là cái tên Đinh Lan. Cái tên Đinh Lan là vui nè, cái đầu năm đầu tháng là cái tên Đinh Lan lang là vui rồi nè. Các tài khoản YouTube tên Kim Mao TV Hoàng Ngọc, hot new với những cái giọng điệu rất là mất giá nha quý vị nha. Happy Media, Happy Mê Con Ma, Happy Mê Con Ma này là thằng mà chuyên cái truyền thông mà nó lái gió trong thằng Y Võ Đầm Luôn ha. Rồi Đinh Lan xong rồi. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xác minh và thu nhập thêm các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của những người nêu trên nè. Cái này nè, cái chỗ này nè nha, chấm chấm là còn mấy người nữa nha, nhưng mà chỗ quan trọng chỗ này nè, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra.
tiếp tục nha, không có ngưng lại nha, mấy em cứ nói thoải mái đi. Tiếp tục điều tra xác minh thì thu nhập thêm các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội những người trên để xử lý theo quy định pháp luật. Đó. Mà chứng cứ hành vi phạm tội của Đinh La Lăng nhiều rồi quý vị. Chị CEO ở trong như là trong kia là ngoài đây vẫn còn nói người ta hết cái này ngày này qua tháng nọ. Tết cũng không yên rồi quý vị. 29 Tết lên còn nhẫn còn sổ quý vị. À, lên cúng thần tài thôi, cúng làm ăn, cúng vía làm ăn thôi. Mà cũng vẫn chửi người ta. Kỳ tánh kỳ tính khóa chửi ha. Một vô kia là hết chửi nữa. À. Nào quý vị, Đinh La Lăng mới đăng cái gì mới một tiếng trước mà. Ví dụ này là tại Kiệt Tấn Đạt vẫn chọc cái chị Đinh La Lăng nhiều. À. Lại nữa, Kiệt Tấn Đạt, Hương Quảng Châu, hai đứa này cứ chọc cái chị Đinh La Lăng nóng lên ngoài. À có Phúc Tài Chính với các việc Thanh Quyền gì đó nè. Thiện Đời Sống, Gia Bin, Đinh Hoàng Nhân chấm chấm nè. Ghi gì đây? Phạm Nhân Nguyễn Phương Hằng ra tòa hay không kệ mụ ta. À. Dùng cái từ mụ ha. Liên quan gì đến Đinh La Lăng này hả? À, thằng Kiệt Tấn Đạt còn cái chữ này thôi mình không đọc cái gì ha, chữ xanh xanh này mình không đọc cái gì ha, chữ này mình đọc lên YouTube mình quét ha. Chúng mày tội gấp trăm ngàn lần hàng đi gì là làm gì gấp trăm ngàn lần cha hả, mà còn không bị xử lý thì chúng mày nghĩ Nguyễn Phương Hằng có ra đối chất với hàng đi trong phiên tòa ngày 1/3/2024 này không, làm gì có chuyện không hả? Đây là cái cơ hội để chị CEO Nguyễn Phương Hằng người ta lắc kèo mà làm gì không ra. À, nếu chị CEO Nguyễn Phương Hằng không ra không bao giờ lên clip nữa luôn. Lý Lắc nói luôn, nếu chị cái ngày 1/3 này chị CEO Nguyễn Phương Hằng phiên tòa của Hằng Ni mà chị CEO Nguyễn Phương Hằng không xuất hiện, Lý Lắc cũng không lên clip nữa luôn, không bao giờ lên clip nữa, mà có lên clip cũng không bao giờ nói về cái chuyện drama này nữa, chắc chắn là chị ấy phải ra quý vị. Đây là một cơ hội ngàn vàng quý vị ha, đúng không? Đây là cơ hội của chị mà, mấy đứa kia xử lý chị sao giờ, chị cho tụi bay thấy cái cảnh là chị ngồi trong kia như thế nào. Chị ngồi trong kia thì mình không đề cập tới. Quý vị ha, quý vị hiểu tự hiểu rồi à, đúng không? Cái tầm mà chị Hằng ngồi kia nó khác với cái tầm này. Cái tầm này là không, cái này mà đứng ngồi không nổi mà nằm không yên nữa. Cái tầm này nó khác, tầm này là tầm bậy, tầm chị Hằng tầm cao. Tầm mà ngãi là khác, đúng không nha? Quý vị tự suy luận đi. Cái này mình không nói vấn đề này đây, rất là nhạy cảm. Nghiệt à, Đỗ Thị Hương, Hương Quảng Châu, mày hèn nhát, thu Nguyễn Phương Hằng, dám chơi dám chịu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Ờ à, quên nữa quý vị. Quý vị có để ý nhà Lý Lắc hôm nay khác không? Đợt trước Lý Lắc trước khi mà ngưng lên clip, Lý Lắc có nói là sửa nhà. Đó, Lý Lắc cũng trang hoàng, nói chung là sửa mọi thứ quý vị ha. À, sửa tạm thôi quý vị. À, nhưng mà nói chung nó có màu mè màu sắc. À, trước thì treo quần áo quá trời luôn. Nhiều người nói Lý Lắc là sao mà không kiếm chỗ nào đẹp đẹp mà quay. Tại nhà mình vậy, nhỏ vậy không biết chỗ nào đâu. Nhà sinh hoạt có nhiêu đó thôi. À, cái phòng trước là vợ treo quần áo, bây giờ mình đã đóng được cái tủ kệ cao, đóng tủ này kia hết rồi, à, cho vợ bỏ đồ vô rồi đó, thì mình cần cái tủ này là cái tủ quần áo của con mình đó, à, vậy thôi. À, nhiều khi mình làm cái con mình đang nhìn thì cũng vui. À, cháu nhìn này. À, con mình vui lắm, vui vô Lý Lắc vậy đó. À, gì để tao xem ngày 1/3/2024 Nguyễn Phương Hằng có đến tòa đối chất với Hằng Ni không nha. Đinh La Lăng này nói rồi, năm 2004 sẽ không còn giặc mạng Nguyễn Phương Hằng và các YouTuber đâu. Tấn công nhà Đinh La Lăng ngay mùng 1 Tết. Ủa mùng 1 Tết ai tấn công nhà bà nội? Chị Đinh Thị La Lăng này bây giờ là đang giống như là cồn lào cồn lạp rồi quý vị, lên ăn vạ rồi. À, rồi mấy ngày hôm nay rất là vui quý vị. Quý vị để ý trên cái trang Facebook, YouTube bây giờ đó. Quý vị lên nha. Bây giờ đang cái câu chuyện của năm em rất là rầm rộ. Đang sùm quý vị. Mà nam em là nói chung là mình cảm giác là bạn ấy xì chét quá nặng này, nên đôi nghiệp bạn ấy phát ngôn không có bình thường, mình nói là vậy không bình thường, nhưng mà bạn ấy quá bức xúc vì cái câu chuyện trong showbiz này. À, bạn ấy quá bức xúc rất là nhiều thứ. À, về tình cảm nè, tiền bạc nè, về công việc nè, rất là nhiều thứ. Và bây giờ được một cái người đàn ông, một người đàn ông cũng thấy là cũng khá giả đấy. À, đang ở quận 2 trên một cái căn chung cư cao cấp. À, thì ngày nào cũng thể live stream trên trên TikTok, mà bữa giờ là mình chỉ xem thôi, cũng rất là nhiều trang đã ghi hình lại cái clip và đưa lên. Và trong câu chuyện thì nam em luôn nhắc đến một cái anh mà chặn hề sứ quản để tử đồ của hề 14 tuổi. Thì cái câu chuyện vấn đề này là xoay quanh là tình cảm thôi quý vị. À, xoay quanh vấn đề tình cảm, nhưng mà trong những cái đoạn live stream thì nam em có nhắc đến chị xem rất là nhiều, nhắc rất là nhiều quý vị ha. Nam em là lúc nào cũng nói là mình là bên phe chén cơm,
chén cơm, đó là phe chính nghĩa đó quý vị. Chén cơm mà áo, phe chính nghĩa, phe chén cơm, bên phe chén cơm. Thì đêm ngày 17 tháng 2 vừa qua thì Nam Em đã lên sóng livestream và liên tục gọi tên một cặp đôi nổi tiếng. Đáng chú ý, việc Nam Em livestream lần này là diễn ra ngay sau khi cư dân mạng phát hiện người đẹp liên tục tặng quà đắt tiền trong phiên live của vợ của Trần Hề Sứ Quảng. Tặng một cái phần quà 10 triệu luôn cho phiên live của vợ Trần Hề Sứ Quảng. Trong phiên live này, Nam Em còn nhắc tới một người đàn ông cùng sự tích chiếc áo bông. Chiếc áo bông. Sự tích chiếc áo bông này là cái ngày 15, cái người đàn ông này mặc chiếc áo bông này lại gặp Nam Em, ôm hung Nam Em trong buổi tiệc sinh nhật. Và hứa là sẽ quay trở lại với Nam Em. Và sau đó thì Nam Em chờ 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng tới 7 giờ sáng thì Nam Em nhận lại được một tin nhắn là hai đứa mình không hợp, see you Kalem, đường ai nấy đi. Rất là đau buồn quý vị ha. Đó, thì sau đó thì tới ngày 19, cách đó 4 ngày thì cái anh Hề Sứ Quảng này lại lên cầu hôn cái người vợ của mình hiện giờ. À, trên một chương trình trực tiếp truyền hình. Cũng thấy là rất là kỳ kỳ quý vị ha. À, thì trong phiên livestream Nam Em còn nhắc tới một người đàn ông với sự tích chiếc áo bông. Nam Em cho biết người đàn ông này đã diện một chiếc áo bông tới dự sinh nhật cô ấy cách đây khoảng 5 năm. Thậm chí trong tiệc sinh nhật người này còn công khai ôm hôn cô. Tuy nhiên chỉ sau 4 ngày đó người đàn ông này đã diện đúng chiếc áo bông đó, lại đến coi như là tham dự một sự kiện trao giải, rồi công khai cầu hôn một cái nữ minh tinh ngay trên sân khấu. Mà lúc đó cái nữ minh tinh này ngồi đơ cái mặt như cái cơ đúng không? Và sau lưng người nữ minh tinh này là có một chàng trai cũng đang theo đuổi. Chàng trai nó cũng sượng mặt. Và khi mà nữ minh tinh này nhận lời cầu hôn như nhận chiếc nhẫn từ anh Hề Sứ Quảng này, thì cái người đàn ông đang theo đuổi đứng phía sau đứng dậy đi ra khỏi căn phòng đó luôn quý vị. Người đẹp Tiền Giang, đó là Nam Em, cho biết khi người đàn ông kia mặc đúng chiếc áo bông này trong ngày cầu hôn người phụ nữ khác, cô đã bị sốc. Sốc chứ quý vị. Nói bao nhiêu lời yêu thương, bao nhiêu lời mật ngọt, cuối cùng see you cả lèm người ta. Thế nhưng Nam Em vẫn giữ tinh thần chuyên nghiệp trong công việc để hoàn thành tốt việc ghi hình trong show truyền hình chung với đối phương đó. Chung với đối phương khi đó. À, ngay sau khi livestream của Nam Em, sự tích chiếc áo bông đã trở thành chủ đề được công chúng bàn tán sôi nổi. Cộng đồng mạng liên tục đặt nghi vấn về danh tính người đàn ông diện chiếc áo bông trong câu chuyện mà Nam Em kể. Trong đó không ít cư dân mạng còn gọi tên thường gọi là gì đó quý vị tự hiểu ha, bởi có nhiều sự trùng khớp về khoảng thời gian cũng như sự kiện. À, và mình thấy là trong một chương trình sự kiện đó thì thấy là cái Trần Hề Sứ Quảng này lên là như là tỏ tình thật ở trên sân khấu gì. À, mượn cái câu chuyện diễn kịch để mà tỏ tình thật. Và cái cô gái Nam Em này nhẹ dạ đã yêu thương cái chàng trai này. À, cái thưa quý vị các bạn thân mến, thì cái câu chuyện lùm xùm của showbiz thì chúng ta cũng biết rồi, mà Nam Em đó là đang và sắp tới sẽ khui rất là nhiều câu chuyện. Và cô ấy còn đặt cái câu nói mà nếu chị xem Phương Hằng còn bên ngoài là chị còn khui nhiều chuyện hơn nữa đó quý vị. Trong cái showbiz bây giờ rất là nhiều chuyện, nhưng mà nó sẽ lấp đầy bằng cái số tiền nó đang như là kêu gọi được nè, fan cho nè, nó làm phim nào đồ để mà nó che lấp đi những cái gì mà vết nhơ đó vị, vết nhơ nó che lại hết. À, che tới ngày nào là cũng lòi ra thôi. À, mà mình cũng thông báo là thần y Võ Nằm Luôn á, bây giờ đã bật dậy rồi, đã đi kiếm ăn rồi những cái gì nha, đã đi kiếm ăn rồi. Mình có hình ảnh, có clip luôn, nhưng mà mình không có tiện đưa lên đây. Thôi quý vị ha, chờ có cơ hội mình sẽ đưa lên, có hình ảnh clip luôn, mà không tiện đưa lên quý vị ha. À, thì bây giờ thì hầu như mình đưa giờ là mình sẽ là cái người là mệt mỏi, mình không đưa đâu, có hình ảnh clip luôn. Mà không hiểu sao mà như thế mà người dân còn dám đi hoạt động, mình cũng bó tay rồi quý vị, bó tay ha. Rồi thì cái đoạn livestream của Nam Em rất là nhiều lần trên TikTok ha, và rất là nhiều kênh đưa rồi. Và ngày hôm nay đêm là đêm 19 tháng 2 mình đã ghi hình lại cái đoạn livestream của Nam Em trên TikTok. À, lúc đầu Nam Em livestream á, cái kênh của Nam Em á quý vị chỉ có 800 mấy chục ngàn người đăng ký thôi. Sau phiên livestream đã tăng lên 1.700.000 người đăng ký. Quý vị thấy khủng khiếp chưa? 800 mấy chục ngàn người mà sau khi cái buổi livestream kết thúc đã tăng lên tới 1.700.000 người đăng ký. Là số lượng người đăng ký là gần 1 triệu người đăng ký trong một phiên livestream. Nó khủng khiếp quý vị.
Và cái phiên live stream trên TikTok gì gần 100.000 người xem, gần 100 mắt xem, có khi dao động lên 80 mấy ngàn mắt xem đó. Và trong cái cuộc live stream thì có Quế Vân là cũng là nghi vấn là xưa là cũng là người yêu của Hề Sứ Quản đó. Thì trong cái phiên live stream thì có sự xuất hiện của nam ca sĩ Duy Mạnh. Nam ca sĩ Duy Mạnh thì quý vị biết rồi, anh không có thích những cái người mà trong showbiz mà hiện giờ mà ban bên mà dạng mà danh xưng danh hề đủ quý vị ha, danh hề đó, ca sĩ rồi đó. Anh chỉ là thợ hát mà thôi. Thì anh cũng lên anh khuyên răng nam em và có những cái phát ngôn hay là những cái gì mà nhiều khi nam em hiểu sai cái lời khuyên của anh ấy. Quý vị nghe là quý vị biết cái lời khuyên của anh ấy là như thế nào. Anh ấy chỉ khuyên nam em là trên mạng xã hội này, chơi mạng xã hội này ai chửi mình gạt hết. Nếu mình làm được điều đó thì mình sẽ không có vướng bận gì và mình sẽ không bị stress, không bị trầm cảm. Còn người ta chửi mình mà mình cứ đi đối phó với một người chửi mình trên mạng xã hội, đối phó những cái comment đó quý vị, thì mình rất là mệt mỏi. Mà nam em hầu như chưa hiểu được cái chuyện đó. Và trong cái phiên live này thì nam em nhắc rất là nhiều lần đến chị Xe Nguyễn Phương Hằng mà cũng khá là vui. Thôi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với cái đoạn livestream của nam em cũng như là nam ca sĩ Duy Mạnh, Quế Vân và chồng của nam em hiện tại. Nó là chồng thôi mà chưa cưới quý vị ha. Đó là người yêu thôi. Thì sắp tới đây thì sẽ có rất là nhiều chuyện nam em sẽ khui lên cho tất cả quý vị chúng ta cùng biết ha quý vị ha. Mấy ngày hôm nay thì báo chí cũng đã đăng cái câu chuyện của nam em lên rồi, thì ngày hôm nay mình cũng sẽ đưa cái đoạn clip này của chính chủ TikTok nam em mình đưa lên quý vị cùng nghe, cùng ghi nhận xem nam em nói những điều gì, và sắp tới nữa chúng ta cùng theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã quay trở lại kênh YouTube của Lý Lắc Vlog. Một lần nữa thì bước sang năm mới, Lý Lắc cũng mến chúc tất cả quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Chúng ta cùng đến với clip nam em, xin mời. Mạnh vẫn còn ở đây. Nói chung là em tiếp thu cái đóng góp của anh, nhưng mà bị cái em anh thì anh không góp ý, nhưng mà anh kinh nghiệm anh thấy là cái người nghệ sĩ rất dễ bị stress, bởi vì họ sống bằng cảm xúc, em hiểu không? Khi cảm xúc của nghệ sĩ nó tùy thuộc vào sự thăng hoa trong cái tâm hồn này. Khi mà lúc mà em bước chân vào nghề, bao nhiêu cái ước mơ, cái tình yêu em dành cho cái cuộc sống của mình ấy, và trong một cái đấy em thấy rất là đẹp. Nhưng mà thực ra showbiz ấy, nó cũng không phải là một cái gì hào nhoáng lắm, em hiểu không? Thì sau đó khi mà mình đã bị mình sẽ bị đổ vỡ hay bị gì nó, thì cái sự tưởng tượng của mình ấy, nó trở thành tiêu cực, nó bị mắc bệnh mình hoang tưởng. Đôi khi mình nhìn mọi thứ xung quanh mình cứ nghĩ là nó xấu xa, nhưng thực ra em bước chân vào showbiz nó là một cuộc chơi. Cuộc chơi thì nó phải có đầy đủ yếu tố, tất cả mọi thứ, từ cả xấu xa, hỉ nộ ai đều đều có hết. Ai ý à? Ai ố chứ mà. Nhớ đại loại rất thật đại loại đấy. Nhưng mà quan trọng là mình phải cố gắng để mình vượt qua, để mình chữa được cái bệnh stress của mình. Cái đấy nó quan trọng nhất. Anh đã từng bị stress mà. Ngày xưa anh chơi Facebook ấy, và họ chửi anh ước lắm. Nhưng anh bảo tại sao mình lại chửi mình, mà bây giờ mình cây cú mình chửi lại, thế mà mình khổ mình tâm không? Mình chửi lại nhưng mình tìm những cái câu nào hài hước nhất để vui nhất, mà phải luôn luôn giữ được cái tinh thần phải hài hước, phải vui tính nhất, thì em sẽ vượt qua được cái đó. Còn đấy là con đường của em, thì em anh nghĩ là cũng hợp lý thôi. Nếu em cảm thấy là mà mình để hát được với khán giả, để mình giảm cái stress của mình ấy, thì cũng nên. Không, cũng không phải là mục đích xả stress đâu anh, mà em muốn đứng về phe chính nghĩa để bảo vệ người yếu thế, chứ em không phải là lên đây để câu view câu like hay là để tâng bốc bản thân lên. Muốn bảo vệ người yếu là người nào? Là những người bị yếu thế, người ta cần những cái tiếng nói mà không một người nào lắng nghe. Là đang có những giống như là fan của cô Phương Hằng, là những người yếu thế, lúc nào họ lên tiếng họ cũng bị nói là họ nói sai. Cái đấy thì anh không quan tâm đâu, nhưng anh nghĩ là cái vấn đề mà khi đã pháp luật ấy, để người ta đã can thiệp và người ta đã giải quyết rồi ấy, thì tốt nhất những cái gì thuộc về pháp luật thì hãy để pháp luật phán xét. Còn mình chỉ là một cái người nhân vật bên ngoài thì anh nghĩ là mình cũng không thể can thiệp được. Bởi vì đúng sai thì anh đã có pháp luật, em đúng không? Còn khi đã pháp luật, người ta đã định tội hay cái định hướng một cái gì đó, thì tất nhiên là mình cứ để cho pháp luật giải quyết. Còn tất nhiên là cuộc sống em phải hiểu là nó cũng có những cái mặt tốt, có những mặt xấu. Nhưng cái quan trọng nhất ấy, là mình muốn chơi cái gì chơi, tuyệt đối không vi phạm pháp luật. Thì em đâu đấy có vi phạm đâu, nói ra em đâu có nhắc tên ai đâu. Anh đang nói là những cái chuyện mà vừa em nói với cô Hằng đấy. Tất nhiên cũng có điều giải quyết của cô là cô bị định cố bị đôi khi bị cái Facebook nó thao túng tâm lý, có cái mà rất ảnh hưởng đến pháp luật, em có hiểu ý anh nói thực ra như này
Có nghĩa Tôi là chơi có nhiều Facebook chơi người. TikTok là rất dễ. Anh ít khi live stream bởi vì này này, Anh ơi. khi live stream mình sẽ rất dễ bị dẫn dắt, Chuẩn, mà lúc dẫn là dắt mình bởi lúc bởi những nào cái cũng bọn này. Dẫn dắt dạ. bởi những cái bọn này. Nếu như mình không tỉnh thì là mình sẽ bị đi xa luôn. Mà em đã nhắc. Mình dẫn dắt, và thứ hai là mình hỏi là trên đấy, anh hỏi em nghe, mình có một cái đầu trên đấy nó khoảng độ chừng cả triệu người, có Chuẩn. người ghét, người yêu, người quý, người ta sẽ dẫn dắt mình, thì mình lúc đó mình sẽ là người khổ tâm nhất nếu mà mình cay cú, vì cái cảm xúc của mình rất dễ bộc lộ. Nói chung là như này này, từ 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 hôm qua rồi là em cũng khuyên nam em là ý là không được để ý những cái comment đó, nhưng mà tại vì cái suy nghĩ của nam em là nó không thể như 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 em với anh được ấy, anh hiểu không? Nó nhìn thấy nó tức, nó không chịu được. Còn em thì em không nhìn, chúng em không có nhìn cái bọn này luôn, và em không để ý cái bọn này luôn đấy. Để em mời chồng em lên. Nói chung mỗi người một một cái mục đích sống, nên là mọi người thông cảm, mỗi người một mục đích sống. Cho em nhờ tí anh Mạnh ơi, cho nhờ sống tí. Nói nó đi bảo em. Anh, nó bảo anh lên anh dạy em. Thế em mới bảo là anh em mình ở Hải Phòng, thì anh em mình ở Hải Phòng thì anh em mình hai chữ Hải Phòng anh em mình không phải nói, không phải nói rồi, người Hải Phòng chỉ có hai chữ thôi, không chơi với nhau, không thân nhau, nhưng mà cứ hai chữ là ok rồi. Cho nên đấy, tao vào đây phiên live của bốn người, tao làm phiền người, những người khác, cho chúng mày biết rằng chúng mày nói cái gì nó đúng vào, đừng có kích bác nó quá, hiểu không? Và đừng chia rẽ những người anh em Hải Phòng tao nhá. Đấy, chúng mày bảo ai dạy đời hay gì đó, mày cứ thử hỏi xem. Ví dụ như anh Mạnh, anh không thích tao, nhưng đi ra ngoài đường cùng người Hải Phòng thì bọn tao có bênh nhau không? Đúng không? Tao chưa bao giờ phải kêu gọi đồng minh cả. Còn đấy, địa chỉ nhà có đấy, đến đây có cái gì đâu mà. Nhá. Nó đấy nói để cho mấy đứa mày biết đấy, đừng có chia rẽ Hải Phòng tao và đừng có lôi ai vào cả, nghe chưa? Việc anh Mạnh anh làm, việc tao tao làm, hiểu không? Thôi mọi người nói chuyện đi, tắt mic em đi. Ok em ạ. Mấy người họ trên khán giả họ cũng quý, nhiều lúc họ trêu chọc mà cái đấy mình chấp gì. Quan trọng nhất là bây giờ em sống hạnh phúc với bạn gái em bênh vực bạn gái em, là người đàn ông quân tử biết bênh bạn gái là người, mọi người quý hết rồi. Cái chuyện xã hội chuyện nhỏ nhỏ để ý làm gì em, đôi khi họ quý mình quá, họ quý mình quá họ cũng chọc. Nói chung chắc em với anh Cường về nói chuyện với nhà xíu, có gì anh với chị Quế Vân ở lại nha. Hai ba. Về nhà một đi. Tôi nói mọi người nghe, mọi người một chí hướng. Ai muốn ở trong showbiz thì người ta phải giữ hào quang người ta thôi, thế thôi. Còn tôi không muốn cần, tôi không có nhu cầu ở trong đó nữa, nên là vậy thôi. Mọi người một chí hướng ha. Mọi người đừng có vô đây nói quê không quê. Tao con đường này tao chọn đi, tao đi đi con đường chính nghĩa này, tao không có sợ gì hết trơn á. Tao không có nhu cầu đánh bóng tên tuổi, nên là bây giờ đã đứng về phe chính nghĩa là đứa nào sợ mất chén cơm thì đứa đó về phe chén cơm, còn đứa nào mà không sợ mất chén cơm thì đứa đó mới dám đứng lên nói. Mà bao nhiêu người dám đứng lên, đếm trên đầu ngón tay, đâu ai dám đứng lên đâu bay, bị đứng lên mất chén cơm, người ta sợ mất chén cơm. Còn quê dưới đây, tao thấy tao không có quê gì hết trơn, tao chỉ thấy là tao đang bị người ta đu thế thôi. Tao tưởng cũng về phe tao, nhưng mà tao thấy có mấy màn quay xe hơi gắt, nên là tao về nhà tao. Vậy thôi. Ai vậy? Ai để cái avatar tên tôi vậy? Ai vậy? Tôi thấy tôi vô cái văn phòng đó, tôi thấy có một màn quay xe hơi gắt. Ví dụ như mới đầu vậy, xong rồi cái bên kia quay xe, cái bắt tôi phải quay xe sao là sao? Là con người tôi ba phải không có chính kiến hay sao? Là sao? Nói nghe chơi. Trời, tôi có chính kiến lắm mọi người, nên là đừng có thấy vậy mà thao túng tôi. Không khó đâu, không dễ vậy đâu. Tao không thấy quê, không thấy quê chút nào, mà tao thấy tao bị tiếp tục bị lợi dụng. Bè bè hiểu không? Bè hiểu không? À, tao hơi quạo nhẹ thôi chứ tao không quê. Kiểu tao cũng nghĩ là chắc cũng lên tiếng này kia, ai ngờ cái cách nói chuyện là tao thấy mới đầu tao cũng có chút ấn tượng đẹp đó, nhưng mà sau đó tao thấy cái cách nói chuyện là tao thấy hi sợ rồi, kiểu
ý là kêu tao là quay xe đi, giờ làm lại nghệ sĩ đi, là ý là kêu bây giờ tao tiếp tục làm nghệ sĩ đi đó hả, là kêu tao phải quay xe đó hả? Quay xe làm gì? Tao đó không có cần môi trường đó, quay xe làm gì? Tao đó, tao đứng về phe chính nghĩa, là tao đứng về phe chính nghĩa. Đừng ai bắt tao quay xe, đừng thấy tao vậy mà kêu tao muốn bẻ lái kiểu nào bẻ, ok. Không cứu được, tao không có nhu cầu mày cứu tao, ha. Tao không có cổ suý cái việc là tụi bay tràn lên đây chửi tao là đúng, ha. Tao không cổ suý, có sao tao nói vậy. Nếu tụi bay mà không chửi tao thì tao cũng không có phải điên lên để nói những cái điều này. Còn đứng vô đây cổ suý. Không, bây giờ tao mất hứng rồi, tao không cà nữa. Có gì à, tràn qua TikTok của ông Cường nói chuyện. Giống, tao thấy là bây giờ những đứa ghét tao cũng có idol mới rồi đó. Tràn qua bên kia đi nha, chứ tao không có nhu cầu nha. Ngay cả những người mà fan của tao luôn mà cho rằng là bên kia đúng thì cứ tràn qua bên kia đi, tao không có nhu cầu giữ lại. Bây giờ tao không cần một người nào bên cạnh tao hết. Tao đã quyết định đi con đường này là một mình tao, một chí tuyến, một mình tao chấp hết. Tao không có sợ mà đói, tao không có sợ ủ tờ. Thà là tao vô đó mà tao thấy là ôi, tao không có sống sai với lương tâm của tao. Nói vậy chẳng khác nào là cô Hằng đang sống sai với lương tâm. Cô chỉ là bị xui thôi. Cô chỉ đang bị xui thôi. Hiểu chưa? Chứ tụi bay đừng thấy tao vậy mà có một chút hào quang nghệ sĩ cái tao đu theo ha. Không có đâu. Ai đúng thì tao nghe mà ai không hợp ý tao là tao bay. Hết giờ. Chị cũng đang bị xui. Ừ, tao xui. Tao đâu có nói tao hên đâu. Tao đang xui, tao mới ngồi đây. Nhưng mà sao? Tao ngồi đây, tao thấy tao được là chính mình. Còn đừng bắt tao qua bên kia tao nịnh. Vậy hả anh? Tao làm được nha mày. Tao không biết làm chuyện đây mày. Tao không biết làm à. View cao hay không cao thì tao cũng không có quan tâm đâu. Hiểu không? Cao hay cao thì tao cũng không quan tâm. Tao chỉ cần quan tâm là những cái là tao làm nè, nó có được cái gì không. Fan chính nghĩa của tao, người ta vui hay không, người ta được đứng lên để bảo vệ cho công lý hay không, ha. Còn tao lên đây để tao câu like câu view thì cái câu chuyện hồi nãy là cái cơ hội để tao quay xe rồi. Tại sao tao không quay xe? Vì tao không có nhu cầu. Tao không có nhu cầu làm nghệ sĩ nữa. Tao vứt bỏ hào quang showbiz. Hiểu không? Hiểu chưa? Còn tao nói tụi bay á, nếu mà tao có nhu cầu để làm nghệ sĩ lần nữa là hồi nãy là cái khúc tao quay xe một cách nhanh nhất. Cái khúc hồi nãy là cái khúc tao quay xe nhanh gọn lẹ luôn. Muốn quay lại làm nghệ sĩ là khúc đó tao quay liền. Ủa vậy hả anh? Vậy là hổm ra em làm sai, em xin lỗi mọi người chân thành. Tao xin lỗi tụi bay nha, tao có chính kiến riêng của tao ha. Nói chung là ai vô trễ thì không hết cái câu chuyện là đại loại là bị mời vô một cái văn phòng thì tưởng là đang cùng một cái chí tuyến đi, xong cuối cùng có một người mà muốn mình quay xe, mà quay xe theo cái kiểu dạy dỗ rồi đó. Mới đầu tao cũng nể, tao ở lại tao nghe tiếp, nhưng sau đó tao thấy không thơm mày, bye. Nói chung là mỗi người một chí tuyến ha. Tao là về phe chính nghĩa nên tao vậy đó. Được chưa? Hợp ý tụi bay chưa? Hiểu hay không hiểu thì tao quá biết rõ câu chuyện ha. Hiểu hay không hiểu thì tao ở người trong cuộc, tao hiểu người trong kẹt ha. Bây giờ kinh tế đang khó khăn ha, nên người trong kẹt rất là sợ đói ha. Tao nói vậy thôi, ai hiểu gì hiểu ha. Nãy chị tỉnh, sao giờ chị hết tỉnh? Tao tỉnh hồi nào? Tao không có tỉnh.
tao đâu có ngu gì tao nhận tao tỉnh mày, tao cảm ơn tụi bay đã chửi tao mát á. Lỡ gì tao có bị bế đi tao cũng mới vô trại nhà thương điên tao ngồi chứ tao cũng không cần ở ủ tờ ha. Ở trong trại còn có bác sĩ chăm tao, hiểu không? Nên là cứ nói tao mát đi. Nhờ vậy mà tao ok đó bay. Tao đã đi cái cuộc chiến này là tao đã không có cần gì hết rồi, ngay cả cái mạng tao tao cũng không cần ha. Tao nói thẳng nè tụi bay nghe câu đó. Bị gì vậy trời? Tao bị gì kệ tao? Hỏi làm gì? Mày vô đây coi, mày tò mò mà mày hỏi làm cái gì? Ha? Hiểu chưa? Tao nói tụi bay sau ngày hôm nay phe chính nghĩa sẽ còn đứng lên nhiều. Tụi bay đừng có khinh những người chính nghĩa như tao. Họ tại vì họ không muốn lên tiếng thôi. Một khi họ đã lên tiếng ha, là tụi bay chờ đi. Dù tao có đi ủ tờ ha, nhưng mà fan chính nghĩa vẫn còn ở đâu đó. Họ không quên những cái ấm ức này đâu tụi bay. Nên là tụi bay đừng nghĩ là lên đây chửi tao vậy mà hay ha. Nên là tao không có sợ đâu. Một năm, hai năm, ba năm tao chịu được. Tao chịu được. Tại vì sao? Tao thấy tao xứng đáng. Tao nói lên những cái điều áp bức bóc lột của người khác để tao giành lại phe, tao đi về phe chính nghĩa để tao bảo vệ cho những người yếu thế hơn, yếu thế như tao và thấp hơn tao. Chứ không phải tao cần cái hào quang showbiz để tao ra MV, tao ra phim, kêu người khác tung hô tao là queen, tao là nữ hoàng. Tụi bay hiểu không? Tụi bay hiểu chưa? Nên là tao nói rồi, đừng có ai mà muốn quay xe tao. Khó lắm mày, chính kiến tao thấy vậy chứ hơi bị khó mà quay đó. Không có dễ đâu, không có dễ đâu cưng ơi. Gì vậy? Sao fan bộ quá khích cái gì à? Quá khích gì đâu, bình thường mà. Đừng có nhắc tới fan, mấy má đó chỉ đang muốn em quay con đường làm nghệ sĩ thôi. À ok, thế em cứ chơi vui vẻ đi nhá. Mắt cứ đơ đơ. Mắt tao là do tao mệt quá tao mới đơ đó tụi bay, hiểu không? Hay gì tao dành thời gian để tao bảo vệ sức khỏe của tao, để tao sống một cuộc đời ý nghĩa thì tao lại đi về phe chính nghĩa. Thà là cuộc đời tao short, hiểu không? Thà là cuộc sống tao nó short mà tao thấy nó ý nghĩa, còn hơn là tao sống một cái đời dài vậy nè, nó lê hê mà tao cảm thấy tao không được là chính mình, hiểu không? Thà là nó short, nó bên lớn vậy thôi cũng được nữa, tao vẫn thấy nó ý nghĩa. Ok, tao nói rồi, cho dù ngày hôm nay tao có bị bế đi và thậm chí là nhận cái mức án nặng nhất là tử hình, tao cũng không sợ. Tao chỉ cần đứng lên bảo vệ cho những người yếu thế hơn tao thôi, hiểu chưa? Tao về phe cô Hằng, cô Hằng dưới với tao là máy đỉnh. Rồi, vậy đó, được chưa? Tao về phe cô Hằng. Cô Hằng của tao là máy đỉnh. Phe chính nghĩa là máy đỉnh. Nghe rõ đi. Tao nhắc lại một lần nữa. Tao về phe cô Hằng. Phe chính nghĩa máy đỉnh. Tao đứng về người yếu thế để tao bảo vệ người yếu thế. Tụi bay hiểu không? 67 hay là 100 mắt xem tao cũng không quan trọng. Tao chỉ cần đứng lên, tao nói những cái thứ mà tao muốn nói, cho dù cuộc sống life too short, tụi bay, life too short, có nghe câu đó chưa? Life too short, thà là tao sống cuộc sống nó short vậy nè, nó ý nghĩa, còn hơn sống một cuộc đời nó dai vậy nè. Mà tao phải đi phục tùng người khác ha. Uống miếng nước hạ quả, trời nhiều người xem nha. Tao chửi quá chửi, tụi bay tràn ở đây coi, coi chi coi lắm vậy. Lên quá lên, hít miếng dầu cho tỉnh. Bị mang tiếng tỉnh nó cũng có cái hay. Ví dụ có bị bế đi thì cũng không có tới mức mà khổ tới mức mà quá trời quá đất, cũng có người chăm, hiểu không? Chứ giờ tao nói rồi, tao vô đó là làm khổ mấy anh canh mục thôi. Bị một ngày, mỗi ngày là tao đi có nổi đâu. Ví dụ bế tao vô đó là
cũng phải coi có đủ sức khỏe để ủ tờ không bay. Ví dụ không có đủ sức khỏe thì nó chuyển qua bệnh viện. Hơ hôn, hơ hôn. Thì chẳng khác nào là tao được đi vô cái nơi, tao được có nơi để chữa bệnh cho tao không sướng bay. Hế, hiểu không? Nên tao tính hết rồi. Nếu mà tao bị bế đi thì tao cũng được đi chữa bệnh thôi. Mà tao đi được đi chữa bệnh thì bác sĩ sẽ cố gắng làm cho tao tỉnh. Mà tao tỉnh được rồi thì tao đỡ tốn tiền bay. Nên tụi bay yên tâm đi, dữ lắm là tao bị bế đi thôi. Nhưng mà bị bế vô trại, trại gì biết không? Trại tâm thần. Chữa cho tao tỉnh, tao đỡ tốn tiền, tao đỡ làm khổ cha mẹ, hiểu không? Đó, nếu mà tao dính vô cái dòng lao lý là tao chỉ có dính tới cái dòng mà đi vô trại thôi. Rồi bác sĩ chăm cho bớt khùng bớt điên lại. Thế thôi. Thế thôi tụi bay. Hang, chính nghĩa mãi định. Mãi định. Mãi đến, cô Hằng, mãi đến. Fan của tao. My fan, my big fan. Ok. Mãi đến. Hết miếng nhầu mà vẫn chưa thấy nó xuống. Chắc tao phải xịt miếng nước hoa cho lời nói tao nó thơm xíu. Chứ tao thấy sao tự nhiên tao buông những lời rất là khó nghe mà nhiều đứa khoái vô coi vậy bé. Cho tao một lý do tại sao tụi bay khoái coi tao. Hạ quả, hạ quả. Hết miếng nước hoa, hạ quả, hạ quả. Quả lên quá, quả lên quá, chắc tao tắt like quá. Với cái sự nhiều người coi như này, tao nghĩ là tao nên tắt like. Để cho hả cái dạ tao. Để cho tụi bay bớt chặn vô đây nhiều chuyện. Tao xin phép tắt like. 100 view. Tao mất cầu view. Tao không có view. Tao đứng về phe chính nghĩa. Tao nói một lần nữa, về phe chính nghĩa. Về phe cứu Hằng. Ha. Tao không có view. Hồi nào tao mệt đó tao tắt like tao ngủ ha. Thôi đừng tắt. Tao muốn tắt. Bây giờ tao muốn tắt ha. Ai làm gì tao. Tụi bay cần view với tao không cần view ha. Tao chỉ cần là thứ nhất, cái tỷ lệ giàu nghèo ở Việt Nam nó ngắn lại. Cái người nghèo là ít nghèo lại, người giàu bớt giàu lại. Để cái người nghèo có điều kiện sống tốt hơn. Thì khi họ sống tốt hơn thì họ sẽ không có bạo động. Còn người giàu bớt giàu lại, chừa cho người nghèo ăn với. Hang, cái tao cần là cần cái đó thôi. Còn tao có làm con khùng, con điên, con mát, con ba trợn cũng được. Nhưng cái tao cần là vậy đó bay. Người giàu bớt giàu lại, người nghèo giàu lên chút. Cân bằng. Thấy không? Tỷ lệ giàu nghèo ngắn lại thì xã hội chúng ta sao? Bớt khổ đau vậy thôi. Tao sẵn sàng hy sinh. Tao sẵn sàng hy sinh tao luôn. Để cho cái này nè ngắn lại, hiểu không? Ơi điện thoại sắp hết pin rồi, tao cắm sạc đó. Like to shop. Like to shop tụi bay. Giờ kiếm cục sạc mới mệt nè. Like to shop. Nên hãy làm những gì mình thích. Tao nói tụi bay ba đời nhà tao hy sinh trên chiến trường để bảo vệ cho hòa bình độc lập Việt Nam. Để ngày hôm nay, chắc tổ tiên tao nhập đó. Để ngày hôm nay tao thấy một cái đất nước Việt Nam tối ngày đi lên đây chửi bới. Vậy mà hay. Vậy mà rất hay, tự hào là chửi bới vậy là ui, anh hùng bàn phím. Ui, vô địch. Nội tao. Ê, kiếm giùm cục sạc anh. Tự hào quá. Bước ra khỏi đất nước Việt Nam hỏi: ê, đất nước mà nghe nói chơi đồ dữ lắm phải không? Ê, tao nói tô xích trên mạng xã hội Việt Nam là chùm. Tự hào quá ha. Ồ, điện trắng nha. Về lại cái chỗ ngồi à. Tao chửi mà nhiều người vô coi gì vậy? 100.000 à? Like to shop. Like to shop mọi người. Thế là cái tao cần thì tao cũng đã nói rồi. Tại vì tao bị cái dòng máu tao là dòng máu anh hùng 4.000 năm bảo vệ tự do cho đất nước Việt Nam. Tụi bay hiểu chưa? 4.000 đời, 4.000 năm chỉ để bảo vệ cho đất nước Việt Nam được tự do. Vậy mà tại sao bây giờ tao buồn? Tao buồn vì tụi bay cổ suý cho một thế hệ trẻ đi chửi hết người này,
chửi hết người kia và coi đó là một thú vui. Là sao bay? Giải thích tao nghe. Là sao? Là chỗ nào? Tụi bay cổ xí cho một thế hệ trẻ đi chửi bới người này hạ người kia xuống để làm gì? Để đất nước mình được tự hào rằng là một trong 10 quốc gia bạo lực ngôn từ nhất thế giới. Tự hào quá. Tự hào quá tụi bay ơi, quá tự hào luôn. Vô hẳn vấn đề đó, vấn đề chính của tao là cái đó đó. Tao chỉ cần vậy thôi, tao không cần gì hết bay. Tao nói rồi, ba đời nhà tao hy sinh vì tổ quốc Việt Nam, bảo vệ hòa bình. Để rồi bây giờ tao ở, tao là tới thế hệ của tao là hòa bình, thì tao lại thấy đất nước của tao lại bạo lực ngôn từ, bạo lực mạng xã hội, và tự cho rằng cái việc bạo lực như vậy là đúng. Ai giải thích tao nghe khúc này đi. Ai giải thích tao nghe khúc này đi. Tụi bay đang cổ suý cho bạo lực ngôn từ hả? Hay sao? Đúng không? Cổ suý cho những người mà cào bàn phím đi chửi hết người này người kia đúng không? Tao không có đi xa. Thậm chí là sau cái live này tao bị bế đi tao cũng không có sợ nữa bay. Bay hiểu không? Live to shop. Ngày xưa đất nước mình á chiến tranh bằng bom đạn, còn bây giờ á là chiến tranh bằng ngôn từ. Nên đừng có cổ suý cho cái hành vi là bấm bàn phím chửi người này là hay ha. Tao nghe tới câu đó là tao thấy là không vô rồi đó. Thank you Richard. Tao nghe tới cái câu là anh chỉ chửi bằng bàn phím thôi là tao thấy tao không vô rồi đó. Giống như kiểu cổ suý cho những người đang chửi cào bằng phím này là hay á. Hay dữ chưa bay? Nói tao nghe khúc này, giải thích hộ tao cái. Tao cần ăn một miếng gì nó ngọt ngọt cho nó tỉnh. Có lẽ tao hơi lên. Có lẽ là tao hơi lên thiệt. Mắc gì tao dừng lại. Cảm ơn Phone B. Tao đâu có làm gì sai rồi tao phải dừng lại. Tao không có làm. Tòa án lương tâm không sai thì không gì phải sợ bay. Chuyện nào tao làm sai với tòa án lương tâm, tao ái nái lương tâm tao mới sợ. Còn đứa nào muốn bế tao đi á, qua đây, let view. Tao đứng tao đợi. Đứng ngay hồ tao đợi. Đứa nào muốn bế tao đi á, bế đi. Nghe tới bế đi là sợ hả? Tao ở Lakeview quận 2. Đứa nào muốn bế tao đi, qua đây bế. Tao đứng cái hồ, tụi quay qua bế tao đi nha. Tao đứng về phe chính nghĩa. Tao chỉ muốn là thế hệ mai sau hiểu được rằng muốn điều gì thì nói thẳng mặt, đừng có dùng bàn phím để chửi người này chửi người kia ha. Đó không phải là một cái hành động đáng để tôn vinh nha. Bế đi em buồn, không sợ đâu. Có bế đi không sợ. Anh nói gì nói gì em. Đây, đây. Lên quá lên. Lên quá lên hả thằng? Lên huyết áp á. Vào đây, vào đây. Vợ ăn tí cho ngon đi. Xong rồi chơi tiếp. Mấy đứa tê giác con chúng mày hôm nay có vẻ lên đây căng nhỉ. Tối nay chắc xin được fan ít tiền lên chạy xít đinh căng nhỉ. Cảm ơn Duy Nguyễn. Nghỉ đi, ăn tí đi rồi chứ. Không biết sư phụ có nhập không mà quá trời quá. Quá trời rần rần cho mọi người lắm. Anh tin nam em nói, nam em nói đúng mà mọi người à. Cho nên là mọi người phải hiểu mấy cái điều đấy. Mọi người đừng nghe mấy cái đứa tê giác con này, nó sủa từ bên tôi. Với nó bên tôi tận 8.000 nữa nó sang. Xong rồi bây giờ 60 mấy nghìn này thì chắc cũng phải đến tầm khoảng 20.000.
Ê lao quay trở lại. Rồi trở lại. Tao mời cho bay ăn khăm bổ lượng. Hạ quả đi đâu. Cho nó bổ. Bổ thần kinh. Bổ tinh thần bất tuột được. Ta xin mời tụi bay ăn một ly xăm bổ lượng tình cảm đi đâu. Ăn miếng thạch cho bớt hách, cho ăn nói bớt hạch rồi. Quá trời bà Hà. Không ba, xin lỗi, bị cái máu trong người ta đang chảy là dòng máu anh hùng đó ba. Hiểu không? 4.000 năm nghe bài đó không? Lấy giùm em iPad bật bài đó coi. Dòng máu anh hùng 4.000 năm. Bài đó đó. Thiệt mệt mỏi, vô đây coi làm gì mà vô đây mày nhiều chuyện rồi mày nói thiệt mệt mỏi làm sao? Ai mượn mà vô đây coi mà mày nói mệt. Mày tự nguyện vô coi chứ tao ép mày vô coi được hả? Mày nói chuyện tao nghe ngứa nách. Nó phải như thế. Một mình chấp hết chúng nó. Một mình tao chấp hết. Đừng có đứa nào mà nghĩ là thao túng được tao. Không dễ đâu. Hen. Goodbye net với em. Dòng máu lạc hồng 4.000 năm. Tăng 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 tăng. Hiểu không? Thôi, rồi nói một xíu thì tao nghĩ. Bữa nay tao thứ không có lên like đâu. Nhưng mà thôi, cũng là một cái bài học. Không nên tin người khác quá nhiều. Tin một chút thôi. Gì nữa? Đâu, ý nói chung là mỗi người một. Thank you Richard. Mỗi người một lối đi. Nên là đừng bắt người khác phải đi cái lối đi của mình ha. Cứ cả mình like với nhau thôi, không like người khác. Ừ. Họa đấy. Họa tới rồi. Không phải phúc đâu. Không phải phúc đâu, đừng ha. Khui ai, ta có biết BB là ai đâu mà khui. Ta biết, ta cũng ráng ta khui như tụi bay nghe. Anh em chúng ta là người Việt Nam. Là người Việt phải đứng lên để bảo vệ cho hòa bình độc lập. Bảo vệ cho những người yếu thế. Chúng ta là những người Việt Nam. Chúng ta phải bảo vệ cho những người yếu thế. Bảo vệ cho những người yếu thế. Việt Nam. Dòng máu là hey. Hey. Lên. Máu anh hùng chảy trong con người ta, ok. Vô. Nhịp chống hào hùng. Nhịp chống hào hùng. Mãi còn vang. Mãi còn vang. Thank you. Xin chào các đồng chí. Chào các đồng chí đã bước lên chiến tuyến. Gì chi tiêm? Chi tiêm bảo vệ kẻ yếu. Bảo vệ người yếu. Việt Nam mãi đền. Vô. Ơi. 4.000 năm. Yêu lý che xanh. Có con sông chạy quanh. Tụi bay là ai? Tụi bay là ai mà tụi bay đòi cứu ta? Cứu tao, tụi bay có bằng bác sĩ không? Bác sĩ tâm lý không mà tụi bay đòi cứu tao? Tụi bay có bằng bác sĩ, tụi bay nói chuyện với tao. Mà bác sĩ bây giờ cũng có bác sĩ đít, có bác sĩ đát nha bay. Để tao phốt bác sĩ cho tụi bay nghe nè. Có nhiều người đi vô bệnh viện cấp cứu là tưởng được cứu ai hả? Ôi vì bác sĩ á tụi bay phải có kiến thức nha. Chưa chắc bác sĩ nào cũng giỏi, chưa chắc nó phán bệnh nào cũng đúng hay chưa. Nhiều khi á vô trong đó chưa sắp toi mà vô gặp đúng một bác sĩ cùi bắp. Tao nói sai trong nào? Tao từng gặp rất là nhiều trường hợp. Nó nói tụi bay nó vô nó chích tao mũi thuốc tao muốn.
Cho nên á, ta thấy chữa bằng đông y là tốt nhất. Chữa bằng đông y là tốt nhất, đừng có đi tây y. Tây y là những trường hợp mà gãy tay nè, gãy chân nè, té nè, mai mấy mũi á thì vô tây y ok. Còn chữa mấy cái nội tại nè, đông y cho tao. Đông y số 1. Chữa từ từ, bệnh là chữa tận gốc, chứ không có chữa mà kiểu mà kiểu chữa nhanh chữa lẹ là vài bữa nó sanh cái bệnh mới, hiểu không? Nhiều người á vô á chưa bệnh đâu mà nghe bác sĩ khoáng ha. Ta nói nội nghe nó khoáng sao muốn nên là đi kiểm tra sức khỏe cho vui thôi, chứ thật ra nó cũng không quyết định gì nhiều đâu. Sống mà mình không có bị bức bách nhiều á, nó đỡ sanh bệnh. Nãy giờ tao bức bách chắc tối nay nha, tao phải ngồi thiền chút, bị lên quá. Hai tụi bay muốn ngồi thiền với tao không? Ngồi thiền xíu đi. Hít vào, thở ra. Rồi lại hít vào. Ơi, tao ngồi trước màn hình kêu tao ngồi thiền khó quá. Kênh của tao là kênh giải trí. Giải trí là những câu chuyện về những nhân vật có bản chữ cái trong bản chữ cái ha. Nha. Ok. We bi hả? Tao không biết gì về bi, nhưng mà đối với tao nha, cảm xúc của tao thì nghe tới bi là kiểu hiểu không? Tao nghe danh đã lâu, nhưng mỗi lần mà tao lướt tới cái video là tao thấy gần gần tóc gái. Tao không hiểu, có một cái năng lượng gì đó lạ lắm. Mỗi lần lướt tới là thấy cái năng lượng đó nó kỹ lắm, nên là dễ dàng lướt qua. Chứ cái tao không biết gì về bi hết trơn á. À, chỉ nói vậy thôi. Bị nặng chứ, nặng chứ. Đang đợi bác sĩ qua bế đi nè. Mà gặp đúng bác sĩ phải ok nha. Bác sĩ rỡm là nó chích cho bệnh nặng hơn. Mắc cười quá. Chắc nãy tao ăn mắm nên hơi tăng xong nhẹ. Hồi nãy tao có món mắm chưng, tao hứa với lòng là bữa nay tao ăn chay, nhưng mà tao lỡ ăn mắm chưng, không phải mắm kho nữa, nên miệng tao hơi thúi, tụi bay thông cảm. Nhưng mà mắm kho hơi ngon nha bay. Mắm kho hơi ngon nha, lâu lâu ăn lại. Chấm với miếng lăng luộc nhất cái nách bẻ ui, cái nách nó nhất. Tao nói rồi, hôm nay tao không có nhu cầu lên like. Nhưng mà bị cái cũng tại tao. Tao nghĩ là ôi, bỏ qua đi, ôi, không nhắc tới. Dính lim làm bậy bạ nữa. View cao quá hả? Thôi để tao tắt like nha. Chứ hỏi view rồi vậy, tao đâu có quan tâm đâu. Ví dụ cao thì tao mệt hơn chứ không có được gì đâu. Bị tụi bay hút năng lượng tao quá, nên tao đuối lắm. Nên là tao không có nhu cầu câu view ha. Tụi bay nói view cao quá để tao tắt cho khỏi coi view. Không tập trung nghe tao nói cứ view 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 view. Nha, tiếp nè. Ơi, hay nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu lạc hồng. Coi như tao giải trí đi. Lên.
thì xuống đi. Không, bây giờ tao lại không muốn xuống. Tao đang nghe cái bài Rihanna. Tụi bay kia tao xuống. Nghe ngược quá. Xuống hay không là do tao muốn hay không, hiểu không? Tụi bay là ai dạy tao vậy? Múa đẹp quá bay. Mày chưa tao khoái xuống. Dòng máu là hồng. Múa đẹp, múa đẹp. Ngày xưa tao khoái múa. Để tao múa khùng múa đi như tụi bay coi. Vô. Múa lửa. Ừ. Hỏi bay. Để tao mua cái đồ múa lửa mà bên cái gì Tư Phụ á. Bữa nào về tao múa tụi bay coi. Nặng rồi á. Ừ. Tao cầu cho tụi bay nói câu đó luôn. Tao cầu cho tụi bay nói câu đó luôn. Tại tao nghe cái câu mà nặng rồi, con này bệnh nặng tao mừng lắm mày. Lỡ tao có bị bế đi, tao bị bế vô bệnh viện, tao vô trại tâm thần. Tụi bay hiểu không? Tụi bay hiểu không? Vô đó là có người nuôi tao, đỡ tốn tiền, đỡ làm khổ mẹ cha. Mang tiếng khùng nó có nhiều cái hay lắm mày. Mang tiếng khùng nó đỉnh. Người khùng nhưng nói chuyện rất tỉnh. Con nghe câu đó chưa? Và tao từ đây tụi bay hãy kêu tao là người khùng nhưng nói chuyện rất tỉnh. Ok. Mày, tụi bay mà nói câu đó là tao sẽ vui vẻ. Tao làm trò cho tụi bay cười hoài luôn. Rồi tao biết câu chuyện, tao đi hóng hớt được câu chuyện nào hay ho. Tao vậy tao kể cho nghe. Tỉnh hơn ngủ. Kế. Giải trí đêm khuya. Ừ, nghe em được. Nghĩ vậy càng tốt. Nghĩ vậy là quá tốt luôn á. Hello Việt Nam á. Nhưng mà tao mệt quá, tao muốn tắt like, tao nghỉ ngơi xíu nè. Ai nha, ham view ấy thì với cái con view này ham lắm, nhưng mà tao không có nhu cầu. Tắt like tao nghỉ đây, tao mỏi cổ quá. Có ai dựa tao rồi để tao gỡ nhẹ cái lá bùa sau lưng cái. Ai dựa tao rồi? Đừng quá tắt, tại sao? Karaoke đi chị. Mà tụi bay có thích tao không? Tụi bay có thích tao thì tao không tắt. Còn tụi bay chửi tao thở lại làm gì? Nãy giờ tao xả, tao đã cái nư rồi. Giờ tao hết muốn xả thì tao tắt thôi. Thích hả? Nhiều đứa thích vậy. Thích ít thôi má ơi. Thích nhiều á tao cũng thích. Tao có nhu cầu làm idol. Nhìn ta idol mạnh. Ra đường là phải giữ hình tượng. Mạnh lắm em. Mạnh lắm á. Tôi có thân với chưa biết, chứ tôi không phải kênh chưa biết. Chưa biết với tôi hay tâm sự. Hiểu không? Tôi với tao với chị biết hay tâm sự thôi, chứ tao không phải kênh chưa biết ha. Nói vậy thôi. Được rồi. Ví dụ chưa biết có bế đi chắc bế luôn tao. Nghe nói chưa biết cũng bị tấm thiệp mời trên bàn mấy lần rồi đó. Mà chưa bị bế đi cũng cầu mong giống đừng bị bế đi, chứ không xã hội này nó loạn hết. Nhắn tin sương sương thôi chứ có cung cấp gì đâu. Tâm sự hỏi ha, hỏi thăm nhau á, có biết bài đó không? Cuộc sống em dạo này ổn không, cuộc sống anh dạo này ổn không, vậy thôi. Lát cái gì, tao ra, tao ao để tao băng kinh. Tao đang băng kinh cho chồng tao. Để chồng tao sương sương như tao con sư tử, được chưa? Hiểu không? Được cái tao ổng đi làm, tiền tao giữ thôi, chứ gì trơn á. Hiểu không? Tao được nắm kinh tế. Tụi bay được nắm kinh tế chưa?
Thôi nói chứ tao đuối quá à. Nay cho tao nghỉ sớm đi, mai có gì tao khui tiếp cho nha. Đừng chị, thôi ráng đợi đi, mai tao khui tiếp cho nghe. Nhà tao đuối rồi, tao mỏi cổ lắm, tao nói thiệt. Nha, bye, thank you. Em đang kinh doanh buôn bán mặt hàng yến cao cấp. À, các cô chú anh chị nào có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, báo hiếu đến sinh thành, làm quà tặng cho người thân, đồng nghiệp thì liên hệ Zalo của em. Và em sẽ cung cấp yến giá sỉ, hàng chất lượng, hàng cao cấp 10 trên 10 nha quý vị. Toàn bộ yến đều là nhà em nuôi ở Nha Trang và chế biến cực kỳ ngon, giá thành rẻ và chất lượng hoàn hảo. Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và đặc biệt nhà chúng ta nếu như có người thân mà sức khỏe không được tốt thì chúng ta hãy dùng yến xào của em là bảo đảm khỏe lại liền. Tiền nhiều để làm chi? Tiền nhiều để làm gì? Mua yến ăn đi để bồi bổ sức khỏe cho gia đình và người thân của chúng ta. Nè, mua 10 hũ yến nhỏ, em sẽ tặng cho một hũ, giá chỉ có 69k một hũ thôi, bao ship toàn quốc nha. Rồi, và đặc biệt bên em có yến tổ Nguyên Long. Đó, yến tổ Nguyên Long là nó có Nguyên Long, còn Long còn yến nguyên. Nhà mà đừng có yến tinh chế nữa, yến tổ Nguyên Long thì giá 2.899k, còn yến tinh chế thì nó rẻ hơn tí xíu, rẻ hơn 100k, đó là 2.799k. Và bên em có yến tổ rút lông nữa. Đó, yến tổ rút lông. Dạ, em có sẵn ở đây luôn nè, yến tổ rút lông. Đây, yến tổ rút lông đây. Đó. Yến tổ rút lông là nó không có cọng lông nào hết. Đó, nó nguyên tổ vậy nè. Và cái giá này là 3.799k một lạng nha, chứ không phải một ký đâu nha. Bán một ký vô đây là em sạc nghiệp luôn nha. Một ký yến mà bán 3 triệu mới là sạc nghiệp luôn đó. Nè, mua cái này đó, có tặng kèm nữa nha. Tặng kèm là táo đỏ. Đó, táo đỏ đi nấu kèm nha. Và đi kèm với táo đỏ thì có đường phèn. Trời ơi, nói với quý vị nha, cái này bồi bổ sức khỏe rất là tốt nha, rất tốt nha quý vị. Tốt cho tim mạch nè, tốt cho huyết áp nè nha. Rồi những người nào mà sức khỏe không được tốt đó nha, rồi ăn cái này là rất là khỏe, rất là tốt luôn. Nói về yến này quý vị đã biết rồi đúng không? Mà yến bên em rất là đặc biệt, rồi rất là ngon nha. Quý vị thử, dùng thử một lần đi, hoặc là mua yến hũ ăn thôi, có 69k một hũ thôi, mua 10 tặng 1, à, ship toàn quốc luôn, phi ship luôn. Đó, mua ăn thử cái yến hũ đi nha, ăn bảo đảm luôn, đặc sệt luôn, không giống như những cái yến chỗ khác bán mà nó lỏng le lỏng lét nước không đâu. Cái này là cái rất là nhiều, tại vì ở nhà làm nha, uy tín của Lý Lắc nha. Rồi, và đặc biệt nữa là có yến tổ cam giá 6.999k. Yến tổ cam tinh chế thì nó rẻ hơn 500k, đó là giá thành 6.199k. Và đặc biệt nữa là có yến huyết nha, yến huyết mắc tiền lắm quý vị, mười mấy triệu một lạng lận. Và những mặt hàng bao ship toàn quốc nha, bảo đảm ăn một lần là nhớ hoài, ăn là nhớ hoài nha. Rồi rất là ngon nha. Kính mong tất cả cô chú các anh chị chúng ta nếu như chúng ta có điều kiện, chúng ta hãy bồi bổ sức khỏe, lo lắng sức khỏe của mình. Sức khỏe là trên hết, sức khỏe là vàng là bạc, có sức khỏe mới kiếm tiền được nha. Nhớ, người yếu yếu không khỏe hãy liên hệ Lý Lắc qua Zalo để mua yến về ăn. Bảo đảm với quý vị, không ngon, không lấy tiền nha. Yeah. Rồi, xin cảm ơn tất cả quý vị đã xem hết clip của Lý Lắc. Chúc cho tất cả quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Nhớ không khỏe, mua yến của Lý Lắc ăn nhé. Chào tạm biệt mọi người.